Xin chào các bạn, mình đang trên một chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines, chuẩn bị cất cánh về Hà Nội. Mình sẽ quay toàn bộ quá trình cất cánh của chiếc máy bay này ở sân bay quốc tế Cam Ranh. Mình đã chọn chỗ ngồi ở phía bên trái của máy bay để khi cất cánh lên có thể ngắm trọn vẹn nhà ga cũng như bãi biển trải dài ở Cam Ranh. Đây là bên trong khoang chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines. Bây giờ chiếc A321 đang được đẩy lùi, chuẩn bị khởi hành. Và đã nghe thấy tiếng các động cơ của nó đã được khởi động. Hôm nay ở Cam Ranh có nắng, nhưng trời vẫn nhiều mây. Các phi công đang cho hạ cánh tà flaps của máy bay xuống mức take off. Chiếc máy bay bắt đầu chạy taxi ra đường băng cất cánh của sân bay quốc tế Cam Ranh. Theo như mình ở đây mấy ngày thì các máy bay đều cất cánh ở đường băng 02 phải, tức là đường băng mới xây dựng của sân bay quốc tế Cam Ranh. Đường băng này đã được xây dựng trong khoảng thời gian tới 5 năm. Và trong khoảng thời gian gần hoàn thiện nhưng chưa đưa vào khai thác, đã có vài chiếc máy bay đáp nhầm xuống đường băng này. Sân bay Cam Ranh cũng được chia thành hai nhà ga, quốc nội và quốc tế. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì nhà ga quốc tế vẫn chưa khai thác hết công suất, do vẫn ít chuyến bay. Điều này một phần ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, nhưng phần lớn là từ ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Máy bay đang chuẩn bị rẽ vào đường băng cũ 20 phải 02 trái. Đường băng này hiện tại lại đóng vai trò là đường taxiway để các máy bay ra đường băng mới cất cánh. Máy bay đã chạy taxi hết đường băng cũ và chuẩn bị rẽ vào đường băng mới để cất cánh. Đây chính là đường băng mới của sân bay quốc tế Cam Ranh, đường băng 02 phải, 20 trái. Và phía xa chính là cầu Long Hồ, nơi mình thường đứng quay máy bay mấy ngày nay.
Bây giờ chiếc máy bay bắt đầu chạy đà được cất cánh. Chiếc máy bay đang nhấc mình lên khỏi mặt đường băng sân bay quốc tế Cam Ranh. Và nhìn sang phía bên trái có thể thấy hai nhà ga của sân bay quốc tế Cam Ranh. Có thể thấy nhà ga quốc tế có quy mô lớn hơn khá nhiều nhà ga quốc nội. Ngoài ra thì còn có thể thấy một phần của vịnh Cam Ranh. Bây giờ thì có thể thấy các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Cam Ranh. Bãi biển ở đây trải dài và nước rất trong. Ở phía bên trái cũng chính là con đường ven biển từ Cam Ranh đi thành phố Nha Trang. Bây giờ thì chiếc máy bay đang rẽ mây, hạ độ cao, chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Vẫn là một khung cảnh mù mịt quen thuộc ở thủ đô. Các phi công đang cho hạ hết cánh ta để chuẩn bị hạ cánh.
Máy bay vừa hạ cánh xuống đường băng 11R và các tấm cản khí trên lưng cánh đang được mở lên để giảm vận tốc máy bay. Giờ là lúc mình đang trên xe bíp từ bãi đỗ phía đông sân bay Nội Bài để vào nhà ga Quốc Nội. Mình sẽ tranh thủ để ghi hình một số máy bay đậu ở sân xưởng Vaeco cũng như nhà ga hàng hóa sân bay Nội Bài. Thường thì các góc khuất này sẽ có máy bay đặc biệt đỗ. Đây là hai chiếc Cessna C208BEX của hãng hàng không Hải Âu. Còn đây là chiếc Dassault Falcon 8X cũng được đăng ký dưới tên của hãng hàng không Hải Âu. Chiếc máy bay phản lực kinh doanh lạ của nước ngoài cũng đang đậu ở đây. Đây là một chiếc Bombardier Global 6000. Đây chính là sân đỗ của nhà ga hàng hóa sân bay Nội Bài. Các tàu hàng thường đỗ ở đây. Giờ thì đã hết ngắm được khu đỗ máy bay. Xe bíp chuẩn bị vào khu nhà ga Quốc Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.